Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Song Tàn Quỷ Tẩu lúc này giọng gai gắt nói: "Ngươi cho rằng ngươi sẽ toàn mạng hay sao?" Trần Lâm tức như muốn dở tung lòng ngực, thân hình lao đến nhanh như chớp bổ ra một chưởng. Quả Dân Tôn giả cùng sáu đường chủ quát lên một tiếng, đồng loạt đẩy chưởng nghênh đón. Bình! Một tiếng rung động mạnh, Trần Lâm thân hình hơi rung động, Quả Dân Tôn giả thối lui nửa bước, sáu gã đường chủ tức thì lùi ba bước dài. Một đạo bạch quang như ánh sáng lưỡi tầm xét giữa lưng trời hướng Trần Lâm xả xuống, quỳ thế như chớp giật. Thì ra Song Tàn Quỷ Tẩu đã thi triển môn võ công quái dị Hiên Viên Thần Phong Chưởng. Trần Lâm kéo lê một đạo kình lực như dòng xoáy cuồn cuộn quá giải quái chưởng của đối phương trong vô hình. Thân hình chàng hơi nghiêng, năm đạo quyết chỉ xẻ ra, quỳ thế như xuyên kim phá thạch. Song Tàn Quỷ Tẩu bắt buộc thân hình né tránh sang tám thước trong đường tơ kẻ tóc, tay phải ngược về phía sau, lại năm đạo chỉ phong bắn về phía đám người của Quả Dân Tôn giả. Đám người không thể nào ngờ Trần Lâm đột ngột ra tay sát thủ, lập tức vội vàng đưa chưởng phong nghênh đón. Song Tàn Quỷ Tẩu biết rõ Trần Lâm chỉ phong lợi hại, thấy thế gấp kêu lên một tiếng: "Tránh ra mau!" Đơn chưởng lại dương cao, lại là hai tuyến bạch quang như lưỡi tầm xét kích ra. Trần Lâm tay phải không thay đổi, tay trái dùng một đạo kình lực để đón đỡ. Quả Dân Tôn giả dùng chưởng đón đỡ chỉ phong của Trần Lâm, chỉ phong lại xuyên thấu chưởng phong của hắn mà vào. Biết không ổn, Quả Dân Tôn giả lập tức thu tay về, thân hình xoay ngang né tránh, quyết chỉ bắn thẳng về phía sau. Hai tiếng rú thảm hồn vang lên, hai gã đường chủ ở phía sau bị chỉ phong xuyên thủng tim mà chết, máu tươi bắn ra tung tóe đầy mặt tràng. Đạo bạch quang Song Tàn Quỷ Tẩu đánh ra, Trần Lâm tay trái dung mạnh đạo kình lực hoàn toàn bị hóa giải biến mất trong vô hình. Trước sau đã có sáu đường chủ đã bó sát tại tràng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Quả Dân Tôn giả cùng bốn gã đường chủ từ phía sau lưng đột nhiên lao tới đánh lén. Năm đạo cương phong như gió bão hướng về phía Trần Lâm mà bổ tới. Trần Lâm hai mắt thọ địch, hơn nữa đối phương đều là những cao thủ thuộc hàng thượng đẳng trong võ lâm. Lập tức song chưởng của chàng dung ra mãnh liệt một dòng, rồi từ chưởng lực biến thành chỉ phong, mười đạo quyết chỉ đỏ như ói hướng vào hai bên mà bắn ra. Tiếng chỉ phong bén nhọn rít lên nghe dèo déo sởn cả tóc gáy, như những mũi giáo đâm thẳng vào lưng và bụng của đối thủ. Chiêu này công ra quả nhiên thu được kết quả hữu hiệu, địch nhân tiền hậu giáp công phải thu chiêu né tránh. Trần Lâm không để cho đối thủ có giây phút nào nghỉ ngơi, thân hình của chàng chập chờn bước tới, mười ngón chỉ phong xẻ thẳng ra bất ngờ tập kích. Song Tàn Quỷ Tẩu nếu như giờ phút này cũng dùng toàn lực thi triển Hiên Viên Thần Phong Chưởng mà nói, khả năng chắc chắn sẽ có lưỡng bại câu thương, thậm chí đôi bên đều bỏ mạng. Hắn đương nhiên không muốn như thế, thân hình nhanh chóng di chuyển sang hai trượng, né tránh cuộc tập kích ác liệt của Trần Lâm. Như chớp giật lưng trời, Trần Lâm xoay người bổ ra một đạo kình lực nặng như núi lở vào đám người của Quả Dân Tôn giả. Một tiếng gào xé nát màng tai, một tên đường chủ lùi lại không kịp bị đánh vỡ sọ, giải đành đạch mấy cái phơi thay tại tràng. Song Tàn Quỷ Tẩu giống như trâu điên: "Tiểu tử, ngươi khinh người quá rồi!" Thân ảnh phiêu hốt như một bóng ma, đơn chưởng kỳ dị liên hoàn đánh ra 21 chiêu sấm sét. Trước 21 chiêu hướng chưởng phòng quái dị của đối phương, Trần Lâm bắt buộc phải lùi lại năm bước để liên tục. Chàng hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển quyết ảnh chưởng của bản môn. Trong chớp mắt, cả hai như hai vệt khói mờ truy đuổi nhau quyết liệt. Người ngoài nhìn vào căn bản không biết họ sử dụng chiêu thức thủ pháp gì, chỉ nghe tiếng sấm chưởng ầm ĩ không ngừng bên tai.
Đám người của quả dân tôn giả ai nấy nhìn vào trận đấu đều lo âu hồi hộp. Một trận thư hùng hiếm thấy trên giang hồ võ lâm, mà một trong hai người giao chiến ở trong tràng lại là giáo chủ của họ. Bỗng có tiếng rền đau đớn truyền tới, hai bóng người chợt phân ra. Chỉ thấy Song Tàn Quỷ Tẩu máu tươi đầm đìa ở trên má. Thì ra tay trái của hắn không biết Trần Lâm dùng thủ pháp gì đã cắt đứt một nửa. Song Tàn Quỷ Tẩu mặt tái như chạm, cánh tay còn lại giơ cao phất qua một lượt. Đám người của quả dân tôn giả lập tức vội vàng tháo lui vào phía bên trong. Trần Lâm trong lòng chấn động, không biết đối phương đang định giở trò âm độc gì đây. Mắt của chàng không rời đối phương nửa bước. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Trần Lâm không khỏi hừ lạnh nói: Song Tàn Quỷ Tẩu, ngươi đừng có giở cái trò bí ẩn. Cuộc hội ngộ sinh tử hôm nay, nếu như chưa thấy rõ sự thật chân tướng, quyết không ngừng tay. Ngươi... Lời nói mới thốt ra được phân nữa, bỗng nhiên thoáng nhìn mái hiên của chính điện sảnh đường. Giữa những khe ngói hở lộ ra vô số đầu người cùng những miệng ống sắt đen ngòm. Trần Lâm không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Những chiếc ống đen này chàng đã từng chứng kiến, bọn chúng là đội phun lửa của Liệt Quả Thần Giáo mà chàng đã từng gặp tại Sanh Tử Bình. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên 10 trưởng ở bên ngoài đều là bọn giáo đồ. Không biết từ lúc nào bọn chúng đã tạo thành 3 vòng dây thắt chặt, mỗi dòng cách xa nhau một trượng. Tất cả các ống sắt phun lửa này cũng đều hướng vào chàng, chỉ chờ lệnh là phát động. Gương mặt tuấn tú của chàng trai không khỏi biến sắc, tình thế lúc này vô cùng khẩn trương. Ngay trong lúc Trần Lâm nhìn trước ngó sau, Song Tàn Quỷ Tẩu và bọn thuộc hạ đã lùi đến hành lang dưới mái hiên của tòa đại sảnh. Trong tay mỗi người đều lăm le cầm sẵn một ống sắt. Song Tàn Quỷ Tẩu đắc ý cười dữ tợn nói: Hoặc Diêm La, chỉ cần một cái khoát tay của ta, cho dù ngươi công lực cái thế đi chăng nữa, cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết bị lửa thiêu ra tro bụi đâu. Chẳng qua bản giáo chủ chỉ muốn bàn một cuộc giao dịch với ngươi. Trần Lâm không chút nào núng cười lạnh một tiếng nói: Giao dịch gì? Ngươi nói ta nghe thử coi. Chỉ cần ngươi nói ra lệnh sư Huyết Ảnh Ma Tôn thật ra là ai, đồng thời hứa là không cùng bổn giáo đối địch, bổn giáo chủ sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Trần Lâm nghe qua bật cười như điên dại. Trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra khắp thiên hạ nhân vật võ lâm đều phán đoán, Huyết Ma Thiên Tôn quyết không phải chính thức là Huyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước. Tất cả đều muốn biết bí mật đó. Hoặc Diêm La, ngươi hãy lựa chọn giữa cái sống chết đi. Không có gì phải cười đâu. Ta cười là ngươi đang nằm mơ đó. Cái gì? Hoặc Diêm La, chỉ cần bổn giáo chủ khoát tay một cái, ngươi sẽ biến thành tro bụi đó. Quỷ Tẩu, ta không tin. Ngươi khoát tay ta coi nào. Song Tàn Quỷ Tẩu sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm thanh hung dữ nói: Hoặc Diêm La, đây chính là ngươi muốn chết. Lời nói vừa dứt, ống sắt từ tay bỗng dơ lên, bốn phương tám hướng ống sắt đồng thời phát động, mấy tiếng bóp bóp vang lên. Những ngọn lửa từ ống sắt đang ngòm liên tục bắn ra dữ dội, quy thế như những con quả lông bay lổm ở trên không. Phút chốc giang sảnh điện đã trở thành một nơi biển lửa ngập trời. Trần Lâm vừa nhìn thấy Song Tàn Quỷ Tẩu khoát tay ra hiệu, đã lập tức sử dụng ngay thần pháp Huyết Ảnh Trùng Tiêu, thân hình như một làn khói hồng bay thẳng lên không. Nhanh như một luồng điện chớp không ai nhìn ra, hắn đã thoát thân ra ngoài biển lửa từ lúc nào rồi. Biển lửa bùng cháy dữ tợn, cuối cùng cũng đã tắt hẳn. Bọn môn chúng đi vòng quanh kiểm tra hiện trường, không một ai phát hiện ra thi thể của Hoặc Diêm La. Hắn thật sự có khả năng thông thiên tàng hình hay sao? Bỗng nhiên lúc này mấy tiếng phịch phịch vang lên. Trên đỉnh của tòa đại sảnh có hơn hàng chục bóng người liên tục không ngừng rơi xuống tràn như trái mít rụng. Xem lại là 10 cao thủ của Liệt Dương Thần Quả Giáo. Song Tàn Quỷ Tẩu cùng bọn giáo chúng không khỏi thất kinh hồn vía. 10 tên cao thủ này giống được xếp đặt ẩn núp ở trên đỉnh dùng ống sắt để phóng quả. Bọn chúng toàn bộ đã tuyệt khí từ lâu, thể xác lạnh ngắt, mắt trợn trừng, tử trạng trông vô cùng kinh khiếp. Nhân vật cầm đầu như Song Tàn Quỷ Tẩu nhìn thấy cũng phải kinh hoàng sởn cả tóc gáy.
Bỗng lúc này có tiếng cười lạnh từ ở bên trong tòa đại điện truyền ra. Tiếng cười không lớn nhưng âm thanh đập vào màng nhĩ của mọi người, khiến cho tất cả đều phải chói tai nhức óc. Song Tàn Quỷ Tẩu thầm than một tiếng, không xong rồi. Rồi dẫn đầu đám thuộc hạ chạy về hướng bên trong đại điện. Quả Dân Tôn giả cùng bọn giáo chúng cũng hối hả chạy theo sau. Vào đến bên trong, nhìn vào đám người, Song Tàn Quỷ Tẩu không khỏi kinh hồn bạc vía. Trên thần đàn, nơi tòa vị của giáo chủ, một quái vật toàn thân đỏ ói như máu đang ngồi đó. Quả Dân Tôn giả, người đã từng suýt nữa đã bỏ mạng dưới tay của hắn, không nhịn được chợt kêu lên: "Quyết Ma Thiền Tôn!" Song Tàn Quỷ Tẩu, một nhân vật nhất đại tôn sư đứng đầu một phái, võ công đã đứng vào hàng xuất thần nhập hóa, từ Đông Hải vào Trung Nguyên ôm hoài bảo thống nhất võ lâm. Vậy mà khi đối mặt với nhân vật khủng bố thần bí này, tim mà không khỏi phải lạnh cống. Mấy tên thuộc hạ thì không cần phải nói. Quyết Ma Thiền Tôn bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột nơi thần điện. Thần không hay, quỷ không biết. Bọn người họ quá thật không ai có thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Hoạt Diêm La thần bí thoát ra khỏi biển lửa, chẳng lẽ là do hắn cứu? Hai thầy trò họ đồng xuất hiện tại Phong Lôi Cốc là vì Hiên Viên Kinh. Quyết Ma xuất hiện nơi nào sẽ mang quyết kiếp đến nơi đó. Xem ra hôm nay kết quả khó mà đo lường nổi. Thì ra Trần Lâm dẫn toàn lực thi triển quyết ảnh môn tuyệt kỹ quyết ảnh trùng tiêu. Trong chớp mắt, chàng đã thoát ra khỏi màn lưới lửa, bài sang phía chính điện của tòa đại sảnh, với ý nghĩ trong đầu rằng Hiên Viên Thần Phong Chưởng của Song Tàn Quỷ Tẩu quá mức thần ảo. Nếu không thi triển quyết ảnh thần công khó mà chế ngự được hắn trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu thi triển thần công trước mặt của hắn, quá thần của Quyết Ma Thiên Tôn lập tức sẽ bị bại lộ. Hiện tại bọn chúng không ngờ chàng đã thoát ra được biển lửa. Nghĩ xong, Trần Lâm lập tức vận khởi quyết ảnh thần công. Quanh thân người lập tức đỏ như lửa. Hướng phía chính sảnh bay vào. 12 tên môn đồ nắp trên nóc nhà lần lượt đã bị hắn dùng phi chỉ lưu ngân ném vào trong tràng. Một số môn đồ đứng gác ở trong điện cũng bị phương pháp tương tự chế ngự. Song Tàn Quỷ Tẩu kinh sợ giật mình và cũng tức giận. Quyết Ma Thiền Tôn hiện thân trong đại điện, làm cho bầu không khí nơi đây bao phủ đầy vẻ khủng bố uy hiếp. Mọi người ngưng động như bị nghẹt thở. Song Tàn Quỷ Tẩu biết rõ thầy trò của Hoạt Diêm La cùng xuất hiện nơi Phong Lôi Cốc này, vấn đề xung quanh chuyện Hiên Viên Kinh. Nhưng hắn không hiểu là hai đối phương hạ thủ bức bách như thế này là có mục đích gì. Tâm niệm không ngừng luân chuyển, sau cùng lão hướng mắt về hướng Quả Dân Tôn giả nói như ra lệnh: "Phó giáo chủ, mời các người tạm lui ra. Xin tuân lệnh vụ của giáo chủ." Quả Dân Tôn giả đưa ánh mắt u sầu nhìn Song Tàn Quỷ Tẩu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho đám người thối lui, rời khỏi chính sảnh. Giờ chỉ còn lại có Song Tàn Quỷ Tẩu cùng Quyết Ma Thiên Tôn hóa thân của Trần Lâm. Trần Lâm lạnh lùng thúc giục nói: "Người đã suy nghĩ kỹ chưa?" Song Tàn Quỷ Tẩu quán độc đến cực điểm nói: "Không có gì phải nghĩ." "Nói như thế có nghĩa là ngươi sẵn sàng hy sinh tất cả bọn chúng nhân môn hả?" "Quyết Ma Thiên Tôn, ngươi đừng có ép người quá đáng nha." "Bản nhân từ trước đến nay không nói hai lời. Đợi ta quyết tẩy Phong Lôi Cốc sau đó sẽ tìm ngươi mà truy vấn. Ngươi sẽ là kẻ trả giá cuối cùng đó." Trần Lâm nói xong thân hình chậm rãi đứng dậy. Trên thân tỏa ra một đạo quyết diễm bao bọc. Ánh sáng chói ngời làm cho chính sảnh rực lên một màu đỏ thẫm. Song Tàn Quỷ Tẩu, con mắt độc nhất của hắn, lóe lên một đạo ánh sáng kinh hãi quán độc. Giọng của hắn thề lương quát ầm lên: "Quyết Ma Thiền Tôn, bổn giáo chủ nếu có chết, ngươi cũng đừng có hòng mà sống sót." Trần Lâm nghe qua không khỏi giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương còn có an bài mưu sâu kế độc gì nữa đây? Suy nghĩ tới đây, chàng chợt thấy thân hình của Song Tàn Quỷ Tẩu lóe lên như một bóng ma, trờ tới bên vách sảnh, đưa tay kéo cái dòng sắt ở trên vách đá, nhe răng cười đắc ý: "Song Tàn Quỷ Tẩu, người sớm nên biết điều một chút, đừng có giỡ trò nhé." "Giỡ trò? Nội cho người biết, chung quanh đây đã chôn nghìn cân thuốc nổ. Chỉ cần bổn giáo chủ nhấc tay một cái,
ta và ngươi đồng thời biến thành tro bụi đó. Trần Lâm không khỏi hoảng sợ. Song Tàn Quỷ Tẩu nói ra quyết không phải là dọa xuống. Liệt Dương Thần Hóa Giáo là một tổ chức vốn chuyên sở trường về lửa. Bản thân của chàng hy sinh lúc này không đáng, nhưng lại không cam tâm dừng tay. Chàng đến đây cũng chỉ là vì truy xét sự mất tích của phụ thân. Nói không chừng đối phương chính là tên cừu nhân. Trần Lâm vô cùng hối tiếc vì lúc nãy cố kỵ thân phận nên đã không dẫn khởi quyết ảnh thần công, giờ lại để đối phương quản chế, đúng là thuyền lật ở trong mương. Trần Lâm lập tức cố trấn tĩnh tinh thần, trầm giọng nói: Song Tàn Quỷ Tẩu, ngươi đừng tưởng rằng đắc kế, ngươi cho rằng liều mạng đồng quy du tận là có thể giải nguy số kiếp cho toàn bộ giáo chúng sao? Ngươi sai lầm rồi. Đừng quên còn có môn đệ bản thân Hoạt Diêm La đang ở ngoài chờ hành động kìa. Câu nói này quả nhiên phát sinh hiệu quả. Song Tàn Quỷ Tẩu trên mặt dội hiện vẻ kinh nghi. Xác thực hắn hầu như đã quên đi một người có cái công lực thần sầu quỷ khóc, từng làm cho hắn hai lần điêu đứng, chính là tên tiểu sát tinh Hoạt Diêm La. Hắn tuy đã đau đúng do dự, nhưng tài khống chế dòng sát không buông. Trần Lâm lại nói: Song Tàn Quỷ Tẩu, ngươi chỉ cần trả lời bản nhân một vấn đề, ngươi sẽ không phải chết. Hắn căn bản đã bị dao động, chỉ là dùng cách này uy hiếp đối phương để bảo vệ sinh mạng chúng giáo đồ của mình. Biết không còn cách nào hơn, không khỏi giọng căm hận nói: Thần thủ các hạ tuyệt thế trong thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn chiếm đoạt Hiên Viên Kinh? Hiên Viên Kinh là bảo vật trấn sơn của Đồng Bách Phái, nó không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Vậy ý của các hạ thế nào đây? Bản nhân chỉ cần muốn biết rằng Hiên Viên Kinh làm sao mà lọt vào tay của ngươi thôi. Cái này, nói mau. Con mắt độc nhất của Song Tàn Quỷ Tẩu trợn tròn, như đang suy nghĩ một sự kiện gì đó vô cùng nan giải. Trần Lâm lại nói: Trước hết ta cảnh cáo người không được xảo ngôn. Song Tàn Quỷ Tẩu dạng bất đắc dĩ lên tiếng: Ta có được từ tay một người khác. Trần Lâm kích động nói: Người nào? Đột nhiên ngay lúc này, vách đá ở đại sảnh sau lưng nơi Song Tàn Quỷ Tẩu đang đứng lộ ra một thông đạo nhỏ. Một thiếu nữ che mặt bước ra, dán chặt lấy sau lưng của hắn. Trần Lâm nhìn qua thân hình của nữ nhân này, tựa hồ cực kỳ quen mắt, nhưng nhớ không ra nổi là đã gặp ở đâu rồi. Song Tàn Quỷ Tẩu con mắt độc nhất vẫn nhìn Trần Lâm chằm chằm, miệng lại hướng về thiếu nữ ở phía sau lưng nói: Người ra đây làm cái gì hả? Thiếu nữ che mặt cười lạnh một tiếng, thân hình quyển chuyển, sau đó biến mất sau cánh cửa nhỏ. Vách đá lập tức liền lại không một tiếng động. Song Tàn Quỷ Tẩu thân thể chấn động, con mắt độc nhất đột nhiên trợn ngược, bắn ra tia hung quang oán hận, ở trong miệng mơ hồ nói ra mấy câu gì đó nghe không rõ, chỉ nghe được mấy chữ: Nữ nhân, người độc hơn là rắn rết, Giáng Châu tiền tử, dầm độc. Trần Lâm nhìn thấy tình hình khác thường, lại nghe đối phương ở trong miệng nói ra bốn chữ Giáng Châu tiên tử. Chẳng lẽ cô gái che mặt vừa rồi chính là Giáng Châu tiên tử Chu Di? Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai hoàng bất phí công phu. Trần Lâm buộc miệng thét lên: Người nói cái gì? Con nhỏ đó là ai? Giáng Châu Hiên Viên Kinh nàng lấy rồi. Song Tàn Quỷ Tẩu ánh mắt dần dần ảm đạm, rồi chỉ nghe phịch một tiếng, sau đó hắn đã bị tuyệt khí và ngã lăn xuống mặt đất. Trần Lâm trong lòng rung động, cho dù chàng nằm mơ cũng không thể nào ngờ được sự việc lại diễn ra như thế này. Chàng lách mình bước tới xem xét thi thể của Song Tàn Quỷ Tẩu, chỉ thấy sau mệnh môn quyệt cắm một cây cương châm màu lam tuyệt độc, nửa tấc còn lại lộ ra bên ngoài. Trần Lâm chợt kêu lên: Hỏng bét rồi, không thể để cho nàng kia chạy thoát. Chàng dung chưởng đánh vào khung cửa nhỏ, ầm ầm hai tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bức vách của tòa đại sảnh nát một nửa. Chàng lách mình cực nhanh vào bên trong, là một cái sân nhỏ, nào thấy nửa điểm bóng người.
Trần Lâm nhìn quanh, sau đó lập tức lục soát mấy căn phòng gần đó. Ngay cả những tên giáo đồ cũng đã bỏ chạy không còn một móng nào. Trần Lâm dậm chân bực tức, đã lỡ mất một dịp may. Bây giờ muốn tìm Giáng Châu tiên tử còn khó hơn lên trời. Theo như trong giang hồ đồn đại, Giáng Châu tiên tử chu vi xinh đẹp tuyệt trần, dâm đảng độc ác, lấy nhan sắc của mình để đổi lấy võ công. Nàng ta cùng Bách Ảo thư sinh là huynh muội, nếu như giữ được nàng sẽ thu lại được Hiên Viên Kinh, tìm ra được Bách Ảo thư sinh cùng hành tung của gia phụ. Nếu như chàng lường trước được mọi việc, sẽ có thể giảm được nguy hiểm cho Song Tàn Quỷ Tẩu khỏi phải chết, và từ miệng của hắn cũng có thể khai thác ra được toàn bộ chân tướng. Thế nhưng là thần tiên cũng không thể nào ngờ đến diễn biến đột ngột khó lường như vậy. Nghĩ kỹ lại, Giáng Châu tiên tử có lẽ đã rời khỏi Phong Lôi Cốc. Nếu như có thể bắt được một tên môn chúng điều tra là có thể biết rõ tung tích của nàng ta. Nhưng kỳ quái, quanh đây không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Suy nghĩ tới đây, chàng ly thân rời khỏi gian chính sảnh. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ đại sảnh, sau đó là tiếng trống rung chuyển âm thanh truyền tới. Trần Lâm kinh ngạc đảo mắt nhìn thấy vô số giáo đồ, tất cả đều lần lượt xuất hiện. Số lượng có phải hơn 500 người. Bên trong đại sảnh có không dưới 50 người hồng y tràn ra. Đứng đầu là phó giáo chủ Quả Dân Tôn Giả. Tất cả đều là nghiến răng tức giận, vẻ mặt ai oán. Xem ra những tên hồng y này hẳn là từ những cao thủ bậc nhất trong môn phái. Khi biết trưởng môn bị giết nên phẫn hận mà hiện thân. Chỉ trong cái chớp mắt, Trần Lâm đã bị số người này bao vây. Đám người của Quả Dân Tôn Giả hướng về phía Trần Lâm, dừng thân ba trượng ở bên ngoài. Trần Lâm giờ phút này dĩ nhiên chàng biết rõ chuyện mất tích của gia phụ cùng Song Tàn Quỷ Tẩu không có quan hệ trực tiếp. Bao nhiêu sát cơ giờ đây đã giảm đi phân nửa, chàng thầm nghĩ. Bọn Liệt Dương Thần Quả Giáo không phải là danh môn chính phái gì. Bọn người họ đa số xuất thân từ Đông Hải. Từ lâu vẫn muốn luôn lâm le xâm lấn, nguy hại võ lâm Trung Nguyên. Quả Dân Tôn Giả vô hạn trầm thống, oán hận lên tiếng nói. Quyết Ma Thiên Tôn, người giết hại giáo chủ cùng giáo chúng của chúng ta. Liệt Dương Thần Quả Giáo không phân biệt trên dưới, quyết thề báo thù này. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng và nói, Phòng Lồi Cốc sẽ không một người nào sống sót đâu. Lời này nói ra khiến cho tất cả giáo chúng không khỏi lạnh rét cả người. Quả Dân Tôn Giả nghiến răng nói, toàn bộ huynh đệ Phòng Lồi Cốc nguyện thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Trần Lâm không khỏi trong lòng chấn động. Xem ra lần này chúng sẽ cho thuốc nổ nổ tung Phong Lôi Cốc cùng chung chung với kẻ thù. Bản thân của chàng cho dù công lực có thông thiên cũng không có cách nào cản nổi hành động cực đoan và điên cuồng của chúng. Quả Dân Tôn Giả lộ vẻ sầu thảm cười nói, quyết mà trong chớp mắt nửa đầy ngọc nát đá tàn, bổn giống từ nay xóa tên trên chốn giang hồ, mà các hạ cũng sẽ biến mất trên gió lầm. Trần Lâm nội tâm tuy rằng hoảng loạn, nhưng giọng vẫn âm lãnh bình tĩnh nói, Quả Dân, cho dù các ngươi có đồng lòng hy sinh cũng chưa chắc đã làm khó dễ được ta. Bất quá ta cho người biết, Song Tàn Quỷ Tẩu không phải chết dưới tay của bản nhân đâu. Người tưởng ta có thể tin người sao? Người có khám xét tử thì xem người chết đã chết như thế nào hay chưa? Cái này là bị độc châm đâm vào huyệt đạo. Bọn ngươi cho rằng bản nhân như muốn lấy tính mạng của hắn có cần dùng đến thủ pháp này hay không hả? Mọi người đều im lặng. Sự nghi ngờ nhất thời không sai. Quyết Ma Thiên Tôn công lực thần thủ cái thế, giết người dễ dàng như bẻ một cành cây, hà tất phải nhờ vào độc châm? Như thế giáo chủ đã chết về tay ai? Trần Lâm lại nói, Quả Dân Tôn Giả, Giáng Châu tiên tử chu vi hiện ở nơi nào? Người mau nói ra đi. Cái gì? Giáng Châu tiên tử? Đúng vậy, giáo chủ của các người chính là chết ở trong tay của nàng ta đó. Bọn giáo chúng không khỏi một hồi xôn xao. Quả Dân Tôn Giả kinh nghi mà nói, Giáng Châu tiên tử tuyệt tích
võ lâm Trung Nguyên đã hơn 10 năm, sao có thể lại hiện thân giết người được chứ? Người thật không biết sao? Không cách nào tưởng tượng nổi được mà. Một nữ nhân che mặt bằng khăn lụa, dáng vẻ vô cùng yếu điệu. Cái gì là cô ta? Nàng ta là Giáng Châu tiên tử sao? Không sai. Nàng hạ độc thủ với giáo chủ của chúng ta. Tại sao lại không? Nàng là tân giáo chủ phu nhân đó. Tân giáo chủ phu nhân giờ biến thành truy hồn giả xóa hay rồi. Quả dân tôn giả hướng về phía bên cạnh. Hơn 10 tên hồng y nhân hét lên một tiếng. Lột xác đi. Lúc này bỗng có một tên hồng y nhân bước ra khom người nói. Bẩm phó giáo chủ. Giáo chủ phu nhân ở một khắc trước đây đã rời cốc đi rồi. Cái gì? Bà ta đi rồi. Mau đuổi theo. Trần Lâm cười lạnh một tiếng nói. Các người đuổi không có kịp nàng ta đâu. Hết thảy mọi người cả kinh. Không biết Quyết Ma Thiên Tôn lời ấy là ý gì. Quả dân tôn giả gấp giọng nói. Tại sao? Giáng Châu tiền tử không lực. Hòa hợp cùng nhiều môn phái. Chỉ sợ so với giáo chủ các người không thua kém bao nhiêu. Giáo chủ đã chết. Các hạ có yêu cầu gì? Trần Lâm liền không suy nghĩ. Bậc tiên thốt lên. Liệt Dương thần quả giáo từ nay về sau không được lưu lại võ lâm Trung Nguyên, lập tức rút ngay về Đông Hải. Các hạ không nên ép người quá đáng như vậy. Trần Lâm một lòng muốn đuổi theo Giáng Châu tiên tử, không muốn tốn nhiều thời gian. Giọng của chàng lạnh như băng nói. Có nghe hay không là tùy ngươi. Nếu như bản nhân còn thấy các ngươi ở phòng lôi cốc mà nói, chính là núi thây biển máu, ngươi cân nhắc lại đi. Chữ đi vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy ánh hồng lóe lên như một làn khói hồng mờ nhạt, nhằm hướng cốc khẩu mà bay đi. Phút chốc đã biệt dạng. Quyết Ma đã rời đi rồi, nhưng những lời cuối cùng của hắn vẫn như là một tảng đá nặng trĩu trong lòng của bọn giáo đồ Liệt Dương thần quả giáo. Quả dân tôn giả sau một hồi suy tính, sau đó rốt cuộc quyết định tạm thời rời khỏi Trung Nguyên để tránh Quyết Ma truy sát. Lại nói về Trần Lâm, sau khi ra khỏi phong lôi cốc, tản đi thần công khôi phục tướng mạo sẵn có, một đường hướng về phía ngoài núi, phóng nhanh như bay. Nhưng biển người mênh mông, đi đâu để tìm hành tung của Giáng Châu tiên tử? Không thể tưởng tượng, trong cuộc hành trình đến phong lôi cốc lần này, cũng có phần an ủi. Chính là những tin tức về chuyện sống chết của gia phụ, tất cả đều nằm ở trên người của Giáng Châu tiên tử Chu Di. Đương nhiên, tên đầu sỏ nhất định là huynh trưởng của nàng, Bách Ảo Thư Sinh. Điều mà khiến cho Trần Lâm khó hiểu nhất là Hiên Viên Kinh trên tay của Giáng Châu tiên tử lại lọt vào tay của Song Tàn Quỷ Tẩu để cho hắn luyện thành Hiên Viên Thần Phong Chưởng, mà Giáng Châu tiên tử thì lại trở thành tân phu nhân của Song Tàn Quỷ Tẩu. Giờ đây nàng ta không những thu hồi lại Hiên Viên Kinh, còn lấy luôn tính mạng của hắn. Giang hồ kỳ biến dạng quá, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Trần Lâm từ ngày xuất đạo cho đến nay khổ tâm đêm ngày truy tìm những tên cừu nhân, nhưng mãi đến hôm nay bóng dáng của cừu nhân một tên cũng không thấy. Trong lòng chàng bực bội như treo một khối đá ngàn cân. Đang phóng mình trên quan đạo, chợt nghe có một tiếng kiều ý vang lên kinh ngạc của ai đó truyền tới. Trần Lâm lập tức dừng ngay thân ảnh, nhìn sang ở bên đường. Một lão nhân mặt hình như là một con khỉ đang đứng trong đám loạn cỏ cao đến đầu. Ở trên người mặc một bộ võ phục vải xanh, đang mở to ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động, hắn là ai? Tự hồ như là đã gặp qua ở đâu rồi. Lão đầu nhi cười hì hì nói, Hoạt Diêm La, chúng ta hữu duyên lại gặp mặt nhau. Ngươi là... ngươi đã quên rồi sao? Vĩnh Hòa Trấn, Việt Lai Cư, Tửu Lậu. Ở đây Trần Lâm đột nhiên bừng tỉnh, chàng ngạc nhiên kêu lên. Ngươi là Hầu Tẩu Tào Di. Hầu Tẩu Tào Di đôi mắt nhỏ liền nhái nhẹ, rồi miệng cười hì hì nói. Không sai, chính là ta Thổ Lão đây. Trần Lâm nhớ tới ngày đó ở tại Tửu Lâu. Nếu không gặp phải Hầu Tẩu Tào Di nói cho biết chuyện đoạt bảo xảy ra tại Tam Lý Bình, chàng sẽ không biết mà đến.
Đối phương là một người nghĩa khí, hết lòng tận tâm với Tây Môn Thúc Thúc trong lúc hoạn nạn. Trần Lâm gương mặt thay đổi nói: "Tiền bối từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?" "Cái gì? Ngươi kêu ta tiền bối? Không dám nhận, không dám nhận. Lệnh sư quyết mà thiền tồn bối phận." Trần Lâm không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười các lời của đối phương nói. Luận niên kỹ nên xưng hô như thế mới đúng chứ. Hầu tấu Tào Di hai tay khoác lia lịa nói: "Trong chốn võ lâm chỉ luận bối phận, bất luận niên kỹ. Như vậy đâu có được." "Vậy thì ngươi kêu ta là hầu tấu đi." Cung kính bất như tuân lệnh. "Hầu tấu có chuyện gì không?" Hầu tấu Tào Di gương mặt trở nên trang trọng nói: "Ta chạy hầu như là muốn gãy cả đôi chân luôn. Vẫn điều tra không ra tung tích của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn." Trần Lâm ánh mắt hiện ra vẻ quán độc, lòng đầy thương cảm nói: "Chỉ e Thúc Thúc không còn trên thế gian này nữa rồi." "Cái gì? Hắn như thế nào rồi?" "Đồng Bách Sơn, Bích Dân Sơn Trang hai lần bị địch nhân tập kích. Tây Môn Tuấn cùng hơn 10 đệ tử trung thành đã được một quái nhân che chở mà cứu đi. Bất hạnh lại bị Tan Hồn Thái Tuế chặn bắt ở giữa đường. Toàn bộ đệ tử đều tử nạn. Tây Môn Tuấn Thúc Thúc trốn thoát, sống chết chưa rõ." Hầu tẩu Tào Di như bị kích động toàn thân, giọng của ông run run nói: "Tin tức này từ đâu mà ra vậy?" "Quái nhân che mặt đã nói cho ta biết điều này." "Không thể nào." "Tại sao?" "Tan Hồn Thái Tuế hơn 10 năm trước đã bị cao thủ Bát Đại Phái đánh trọng thương mà chết rồi. Trong giang hồ còn có thể nói ai ai cũng biết chuyện này. Nơi nào lại chui ra một tên Tan Hồn Thái Tế nữa đây?" Trần Lâm ở trong lòng không khỏi nghi ngờ. Theo lý quái nhân che mặt sẽ không có nói dối mình như vậy. Nhưng Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng Hầu Tẩu Tào Di, cả hai cùng nhất trí, lời nói giống như nhau. Tan Hồn Thái Tế sớm đã bị chết dưới tay của Bát Đại Môn Phái. Rốt cuộc đám người của Tây Môn Tuấn Thúc Thúc đã xảy ra chuyện gì rồi? Quái nhân che mặt quyết không âm mưu giết Tây Môn Thúc Thúc cùng đám người, vì trước đây hắn đã từng ra tay cứu họ kia mà. Trần Lâm đem chuyện quái nhân che mặt từng ra tay giải dây cho Đồng Bách Phái nói qua một lần cho Hầu Tẩu Tào Di nghe. Hầu Tẩu Tào Di nghiêng đầu rồi suy tư một lúc rồi nói: "Trong giang hồ mưu ma trước quỷ đa đoan khó lường, rất nhiều chuyện không thể suy luận theo lẽ thường tình được đâu. Ngươi làm sao biết tất cả hành động của hắn? Từ việc hắn ta không chịu để lộ thân phận của mình, mọi chuyện rất là đáng nghi ngờ đó." Trần Lâm gật đầu rồi nói: "Hầu tẩu nhận xét rất là đúng, ta nhất định nghĩ cách tra ra manh mối. Sư đồ thiếu hiệp nhiều lần diện thủ Đồng Bách Phái, ta thay mặt bằng hữu Tây Môn huynh đệ gửi tất cả những lời tri ân sâu sắc." Trần Lâm cũng nói: "Không dám nhận." "Tiểu hiệp có thật sự quyết tâm điều tra chuyện mất tích sống chết chưa rõ của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn hay không?" "Đương nhiên, làm sao có thể đầu voi đuôi chuột được chứ." "Như thế ta hầu tẩu nguyện ý lắng nghe phân công." "Cái này vạn lần không dám nhận." "Luận giang hồ lịch duyệt, không phải hầu tẩu ta khoe khoang, so với thiếu hiệp ta còn có được một chút. Nhưng nếu so về công lực, ây da, ta không theo kịp được rồi." Hầu tẩu khiêm tốn rồi nói tiếp: "Cái gì mà khiêm tốn? Hầu tẩu mà thế nhưng là ăn ngay nói thật." "Ây, hầu tẩu, ngươi có từng nghe người ta nói tới hành tung của Bách Ảo Thư Sinh cùng Giáng Châu Tiên Tử không?" "Chuyện này chưa từng nghe." Trần Lâm không khỏi ảm đạm ngừng một chút rồi nói: "Còn Nam Cung Thư Sinh thì thế nào?" "Nam Cung Thư Sinh?" "Không sai." "Ngươi hỏi hắn làm gì hả?" "Ta muốn tìm hắn để thỉnh giáo một loại trận pháp." "Trận pháp? Hầu tẩu ta có thể nghe qua đầu đuôi câu chuyện này được hay không?" "Ta muốn vào Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn, nhưng không có cách nào thông qua Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Nghe người ta nói Nam Cung tiên sinh sở trường về Cửu Cung Bát Quái kỳ môn trận pháp chi thuật, cho nên muốn đến lãnh giáo một chút." Hầu tẩu Tào Di vô cùng đắc ý cười ha hả nói: "Người hỏi đúng người rồi.
ta dám đánh cuộc với bất cứ ai ngoại trừ lão hầu tử ta ra, không ai biết rõ hành tung của Nam Cung lão nhân đâu. Chỉ sợ là nghìn không được một, hơn nữa ta cũng với hắn có một chút thân tình với nhau đó. Trần Lâm vui vô cùng và nói: vậy phiền lão ca dẫn đường đi. Người chậm đã đắc ý, lão nhân này vô cùng cổ quái, trời sinh vốn tính tình không có thích giao thiệp với bất cứ ai. Chỉ sợ ta dẫn người gặp hắn, một chút tình nghĩa cũng khó mà giữ lại được đâu. Vậy thì mong ngươi nói ra chỗ của lão là được rồi, ta sẽ tự tìm hắn. Hầu Tẩu Tào Di trầm tư chốc lát và nói: như vậy cũng tốt, hai ta chia nhau hành sự. Ta đi tìm hắn, người bén gót theo sau, nhưng nhớ là không được để lộ hành tung nha chưa. Nam Cung tiên sinh ở đâu? Tiều Chỉ Sơn. Tiều Chỉ Sơn? Đúng vậy, ở hậu sơn ngọn núi thứ ba. 3 năm trước đây ta đã đi qua một lần. Được rồi, chúng ta bây giờ lên đường như thế nào? Hầu Tẩu Tào Di tính toán một lúc sau đó nói: từ đây đến Tiều Chỉ Sơn mất khoảng 3 ngày đường. Ngươi chậm cuộc hành trình lại một chút, sang ngày thứ tư ngươi hãy đến, có được không? Được, một lời đã định. Hầu Tẩu Tào Di cười hì hì, sau đó lão lạng mình đi mất dạng. Trần Lâm cũng đi cùng một hướng, nhưng chàng chậm rãi mà đi, vì vậy có đủ thời gian cho chàng nghỉ ngơi trên đoạn đường dài. Tiều Chỉ Sơn hiểm trở, dốc núi dựng đứng, người bình thường muốn lên đó không phải là chuyện dễ. Ngày thứ tư khi mặt trời vừa mọc, Trần Lâm tinh thần phấn chấn, nhắm đỉnh Tiêu Chỉ Sơn mà tiến. Với thần thủ của hắn mà nói, ngọn núi này không khác gì với đất bằng. Theo hướng dẫn của Hầu Tẩu Tào Di, phút chốc chàng đã đáp mình trên ngọn núi thứ hai. Qua đến ngọn núi thứ ba, từ trên đỉnh nhìn xuống lưng chừng giữa núi, khu rừng trúc thấp thoáng một căn nhà tranh. Trần Lâm thoáng hiện vẻ vui mừng, chàng chăm chú nhìn vài lần sau đó phi thân xuống núi. Mấy cái lên xuống thì thân hình của chàng đã đáp xuống khu rừng trúc. Chàng cố ý kho lên mấy tiếng ra hiệu cho Hầu Tẩu Tào Di biết mình đã đến. Sau đó vượt qua khóm trúc, bước lần mò về phía căn nhà tranh trước mặt. Trong lòng của Trần Lâm vừa đi vừa suy tính, không biết phải mở miệng nói như thế nào và cần đối phó ra làm sao với một người cổ quái như là Nam Cung tiên sinh. Căn nhà tranh cửa khép hờ, trước sau cỏ dại mọc cao đến ngang người, trông không giống như là có người đang ở. Nghiêng tai lắng nghe, trong nhà một tiếng động nhỏ cũng không có. Trong lòng Trần Lâm không khỏi khẩn trương tột độ, chàng hướng vào phía bên trong nhà rồi gọi lớn: có ai ở trong nhà không? Không có một chút phản ứng nào. Trần Lâm thầm nghĩ: Hầu Tẩu Tào Di sao cũng không thấy, chẳng lẽ đây là một âm mưu gì sao? Tâm niệm chưa dứt, Trần Lâm mở cửa bước ra bên ngoài nhà. Chỉ thấy mạng nhện phủ đầy, bụi bám cao cả tấc, căn bản một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu không có người quét dọn. Thiếu hiệp vừa mới đến ư? Trần Lâm nhìn nghiêng về phía khóm trúc, Hầu Tẩu Tào Di mặt mày buồn ủ ê, đang đứng trước một ngôi mộ đất. Trước mộ có bia khắc 6 chữ Nam Cung tiên sinh chi mộ. Trần Lâm cảm giác ớn lạnh từ đầu cho đến chân. Theo bản năng chàng cất tiếng này: Nam Cung tiên sinh qua đời hồi nào vậy? Hai người đứng lặng trước phần mộ khá lâu, không ai mở miệng nói một lời nào. Một người đau lòng vì mất đi một người bạn già, một người thất vọng đến cực độ và thầm trách: ở trên đời sao mọi chuyện biến quá vô thường đến như vậy? Một lúc thật lâu sau đó, Hầu Tẩu Tào Di nhãn lực sáng rực nói: việc này có chút kỳ quái đâu. Ngươi nghĩ tới điều gì? Nam Cung lão nhân quyết sẽ không chết. 3 năm trước đây, lúc hai ta gặp mặt, tinh thần của hắn khỏe mạnh quát thước lắm mà. Trần Lâm cắt lời nói: nhưng trời có phong vân bất trắc, người có sớm tối quả phúc vô thường. Ta muốn làm sáng tỏa chuyện này. Cái gì? Hầu Tẩu, chẳng lẽ người muốn quật mộ ra hay sao hả? Hầu Tẩu Tào Di kiên quyết gật đầu nói: đúng vậy, ta muốn quật mộ điều tra. Làm như vậy đối với người chết có quá bất kính hay không? Trước mắt ngoại trừ như vậy không có cách nào phân biệt rõ Nam Cung lão nhân có thật sự chết hay không. Nếu như đã thật sự vậy, vậy ta phải tra ra hắn làm sao lại đột nhiên qua đời. Nếu như là giả,
Vậy ngôi mộ này Nam Cung lão nhân vì muốn che mắt thế gian hay là hắn còn có nguyên do nào khác? Ta muốn làm cho rõ ràng minh bạch, nếu không ở trong lòng không sao mà yên ổn được. Hầu tẩu Tào Di Hiên ngang lẫm liệt nói xong mấy câu sau đó, Dương Cao Chưởng quay mặt về phía ngôi mộ rồi bổ tới. Đột nhiên ngay lúc này Trần Lâm chợt xoay người hướng về phía bụi trúc cách đó năm trượng, cười lạnh nói: "Kẻ nào lén lén lúc lúc, bước ra đây mau lên." Hầu tẩu Tào Di không khỏi thả tay xuống, trong lòng thực bội phục Hoặc Diệp La cơ cảnh. Vừa nói trong rừng trúc bước ra một lão nhân dáng vẻ đạo mạo, mặc áo màu vàng, tay cầm gậy trúc, đầu búi tóc, vừa đi vừa nói: "Người đã chết rồi, các vị có oán thù gì còn muốn phá mộ quỷ xác người ta vậy?" Hầu tẩu Tào Di kéo nhẹ ống tay của Trần Lâm, vội vàng bước ra nghênh đón nói: "Nam Cung tiên sinh là ngươi có phải không?" Trần Lâm tinh thần chấn động, không thể tưởng tượng Nam Cung tiên sinh vẫn còn sống ở trên đời. Ngôi mộ kia không cần phải nói cũng biết là ngôi mộ giả, chỉ không biết rằng ông ta giả chết là có dụng ý gì. Thank you.